Rồi chào các bạn nhé, lại là chuyên mục hàng chất giá cực rẻ các bạn ạ, chả có gì bán nhanh bằng bán hòa bán lỗ. Xả hàng cuối năm, đầu tiên là Oppo A74, pin châu 5000, bộ nhớ 128GB, chuẩn zin chính hãng của Oppo. Giá máy trần không tặng phụ kiện và không bao ship ngày hôm nay, cực rẻ với mức giá là 3,2 triệu. Một con máy chính hãng sử dụng 2 sim và shop di động Nhật Nam cam kết là hàng zin, sẽ bảo hành cho các bạn tới 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Như vậy quá là yên tâm các bạn nhé. Ở di động Nhật Nam bán thì chỉ báo giá máy trần không tặng sạc và không bao ship, nhưng máy rất ngon và bảo hành uy tín, lỗi là đổi không sửa, rất là yên tâm các bạn ạ. 3,2 triệu đối với Oppo A74, một mức giá cực sốc, một con máy cực rẻ và cực chất các bạn nhé. Tiếp theo nữa là sản phẩm đáng nói ngày hôm nay nữa, đó là Samsung Galaxy A53 màu trắng, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, là hàng chính hãng của Samsung, sử dụng được 2 SIM, ngon lành cành đào, mình bán giá rẻ, sập sàn, bất ngờ giảm giá cho các bạn chỉ còn 4,9 triệu thôi. Máy thì có thể nói keng như là máy mới các bạn nhé, cực kỳ chuẩn chỉ, ok, không chê vào đâu được, và giá bán chỉ có là 4,9 triệu, bảo hành 6 tháng, lỗi đổi không sửa chữa, quá yên tâm. Samsung Galaxy A53, pin châu 5000, RAM 8, 128GB, camera đẹp, màn hình AMOLED 6.5 inch, công nghệ đục lỗ khá là ngon các bạn nhé. Giá bán 4,9 triệu. Ngoài màu trắng thì chúng ta còn có cả màu đen, đẹp len keng xà beng cho các bạn luôn, chuẩn chỉ ok và nguyên zin chính hãng, giá giảm sâu. Giá bán theo bí kíp của ông thầy các bạn nhé, bán rẻ, bán lỗ để bán chạy hàng. Và giá bán là 4,9 triệu các bạn ạ, bảo hành tới 6 tháng, Samsung Galaxy A53 cực kỳ chuẩn chỉ, ngon lành cành đào. Ngoài màu trắng, màu đen là hai phe phản diện với nhau, lại còn thêm một cái màu xanh dung hòa giữa đôi bên. Thì ai thích màu xanh, tươi xanh như nồi canh thì mình cũng có luôn. Và giá cũng thế thôi, cũng là 4,9 triệu các bạn nhé, 4,9 triệu. Samsung Galaxy chính hãng A53 giá giảm sốc, giảm sâu, 4,9 triệu. Tầm này không mua thì không biết là đợi tầm nào nữa các bạn nhé. Tiếp theo thì có Oppo Reno 10 Pro 5G. Xin lỗi các bạn, đây là Oppo Reno 10 5G 256GB. Con này là một con máy khá mới, màu xám đen, mới sản xuất gần đây nên chưa kịp cũ. Camera cực khủng to 108MP, RAM 8GB và bộ nhớ tới 256GB. Giá bán cực rẻ, 7,5 triệu và được trang bị màn hình cao, khá ngon. Chính hãng của Oppo, sử dụng 2 SIM, bảo hành 6 tháng. Máy cực chất các bạn nhé, cực chất, cực chuẩn, ok, ngon lành. Tiếp theo là Samsung Galaxy A51 màu trắng, hàng huyền thoại các bạn ạ. Sản phẩm A51 màu trắng ngày hôm nay thì cũng có giá cực rẻ cho các bạn là 2,8 triệu thôi. 2,8 triệu. Màn hình 6.5 inch, ngon lành cành đào, RAM 6, bộ nhớ 128GB, và nó là hàng chuẩn zin chính hãng của Samsung. Màu trắng đẹp chuẩn, ok các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì mình có một con 8 Plus 256GB, ngoại hình đẹp chuẩn zin 99%, ok. Có phải nhẹ vành camera, đây bạn nhìn kỹ, không xấu lắm nhưng có .. nên là gọi là phải nhẹ vành camera. Và 8 Plus này là sản phẩm 256GB màu đen, đẹp chuẩn zin quốc tế, cam kết là hàng quốc tế đến trọn đời máy cho các bạn yên tâm, bảo hành đến 6 tháng, lỗi đổi không sửa. Và giá máy trần không tặng phụ kiện không bao ship sẽ là 4,8 triệu các bạn nhé. Một mức giá quá là ok, hấp dẫn đối với sản phẩm 8 lớp chuẩn zin quốc tế 256GB. Nói chung là dạo này mình bán xả sập sàn các bạn ạ. Tiếp theo thì vẫn còn ở đây một con 7 nhỏ duy nhất 128GB màu gold, đẹp len keng xà beng cho các bạn luôn. Chuẩn chỉ ok, nguyên zin 99, 4.7 inch, bộ nhớ 128GB, vân tay vân chân đầy đủ các kiểu con đà điểu, và là máy zin quốc tế. Một máy duy nhất thanh lý cho bạn với giá 2,3 triệu. Một mức giá cực rẻ các bạn nhé, cực kỳ rẻ. Tiếp theo nữa là 11 Pro Max 256GB. Hôm nay có mức giá cũng rất rất rẻ, 11,6 triệu. Như vậy là giảm khá sâu, giảm khá sâu các bạn nhé. Và máy đẹp zin 99%, ok. Nói chung là ngoại hình rất là đẹp, mặc dù là máy cũ đã qua sử dụng nhưng còn chất lượng rất cao, và là máy nguyên zin quốc tế. 11 Pro Max phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB, ngày hôm nay bán giá cực rẻ cho các bạn là 11,6 triệu. Nói chung là giá rẻ sấp mặt luôn, giá xả sập sàn để cho các bạn mua sử dụng trong dịp Tết. Ngoài cái màu xanh rêu thì chúng ta còn có màu trắng.
màu trắng, và giá cũng thế, giá cũng sẽ là 11.600.000, cực kỳ rẻ các bạn nhé, 11.600.000. Như vậy là có hai màu cho các bạn lựa chọn. 11 Pro Max phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB, màn hình to 6.5 nha, khá ngon, bảo hành 6 tháng. Tiếp theo là Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro thì ngày hôm nay bán cho các bạn với giá là 3.700.000 thôi, một mức giá cũng khá rẻ. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, cực chuẩn, ok, ngon lành cành đào, giá 3.700.000. Cực chất, chính hãng Redmi 2 SIM, ok, chuẩn chỉ các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là M51 pin châu huyền thoại. Pin châu lên đến 7.000, màu trắng, đẹp, chuẩn, zin ok, khoảng 98-99%. Có chóc xi vài vết ở viền, nhưng mà những cái vành cong thế này thì việc chóc xi nhẹ nhẹ như thế này cũng là chuyện đơn giản, và nhìn cũng rất đẹp các bạn nhé. A71 nồi đồng cối đá pin châu 7.000, RAM 8 128GB, ngày hôm nay có giá bán cho các bạn là 4.200.000 các bạn ạ. Rồi tiếp theo thì còn một con 7 lớp nữa, màu gold, chuẩn, zin, đẹp, ok, 99%, phiên bản bộ nhớ 128GB, có giá bán cho các bạn cực rẻ là 3.400.000. 7 Plus nguyên zin chuẩn quốc tế, bảo hành tới 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Một máy duy nhất màu vàng khá đẹp và giá bán là 3.400.000, 3.400.000. Tiếp theo thì có Redmi, không phải Redmi mà là Xiaomi Note 10 Lite các bạn nhé. Xiaomi Note 10 Lite cực chất, màu đen, đẹp, zin 99%, ngoại hình mỏng, chuẩn, ok, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Ngày hôm nay giảm giá đặc biệt bán cho các bạn với giá 3.700.000, giảm hẳn 200, ngon lành cành đào. Redmi Xiaomi 11 Lite các bạn ạ, cứ nhầm Xiaomi các bạn nhé, Xiaomi 11 Lite, giá quá rẻ, quá hấp dẫn. Chốt nhanh chiếc kẻo lại hết các bạn nhé, mình xả hàng cuối năm thôi, xả hết thì mình về hàng mới, mình lại bán giá bình thường theo ngày Tết, xả nốt đợt này để nhập hàng về bán Tết. Tiếp theo là Samsung Galaxy A24 là sản phẩm sản xuất gần, nồi đồng cối đá pin châu máy chất, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB và giá bán là 4.400.000. 4.400.000 các bạn nhé, 4.400.000. Nguyên zin chính hãng của Samsung, mới sản xuất gần đây nên khá là ngon, chuẩn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái sản phẩm 256GB 2 SIM vật lý màu đen của dòng 11 Pro Max, màn hình to 6.5 inch. 11 Pro Max màu xám đen, 256GB, chuẩn zin ok, phiên bản 2 SIM vật lý ngày hôm nay có giá bán cực sốc cho các bạn là 11.800.000. Như vậy là giảm rất nhiều so với tuần trước các bạn nhé, giảm rất nhiều so với tuần trước, các bạn chốt nhanh để ủng hộ cho Nhật Nam. Máy trần không tặng phụ kiện để tạo điều kiện các bạn tận dụng lại những sản phẩm bạn đang có, tránh lãng phí, bởi vì mình đã trừ tiền ra khỏi sản phẩm rồi nên các bạn cứ yên tâm. Tiếp theo thì có một con Oppo Reno 8 màu vàng, đẹp, chuẩn, ok, ngon, zin, và giá bán ngày hôm nay chỉ có 5.200.000. Con này tới 256GB, bộ nhớ pin châu máy chuẩn, sản xuất gần đây nên cũng còn khá ngon. Oppo Reno 8 các bạn nhé, Oppo Reno 8 cực chất, cực đỉnh. Rồi tiếp theo là có Samsung Galaxy A13 với phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 128, ngày hôm nay với giá thanh lý cực rẻ cho các bạn là 2.900.000, giảm giá sâu. Màn hình 6.6 inch, pin châu máy chất, RAM 6, bộ nhớ 128, A13. Chúng ta sẽ có màu xanh và cả màu đen cho các bạn lựa chọn các bạn nhé. Đây là màu đen, máy đều đẹp, zin 99% và là hàng chính hãng của Samsung, ngon lành cành đào, chả chê vào đâu được, giá cực rẻ, chỉ có 2.900.000. Tầm này không mua thì đợi tầm nào các bạn. Tiếp theo nữa là 8 lớp, chuẩn chỉ ok, lâu lắm rồi mình mới học được bí kíp bán lỗ của ông thầy. Ông giấu mãi, ông bây giờ mới truyền ra, truyền xong mình bán quá trời máy, quá sướng các bạn ạ. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ và để lại bình luận các bạn nhé, để mình gỡ lại tí tiền YouTube, chứ bán máy lỗ quá rồi các bạn ạ. Rồi tiếp theo lỗ vẫn bán, 8 lớp, 4.100.000, màu gold các bạn nhé, iPhone 8 Plus, còn một máy duy nhất màu gold, hàng đẹp, zin 99%, chuẩn quốc tế, hôm nay bán cho các bạn với giá là 4.100.000, nói chung một mức giá cực kỳ ok, cực kỳ hấp dẫn. Tiếp theo là Realme C55, hôm nay cũng giảm giá sâu, bán cho bạn con máy này 3.300.000 thôi. Realme C55 là một con máy zin chất ok, chính hãng của Realme, dùng được 2 SIM ngon lành cành đào và có pin châu, RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB, anh em với nhà Oppo sản xuất, hai camera cực to và máy cực chất, khá mới, mới sản xuất gần, còn rất ngon và giá có 3.300.000 ngày hôm nay, cũng là một mức giá cực rẻ.
Tiếp theo là Oppo A77s RAM 8 128GB, chính hãng của Oppo, màu xanh tươi xanh như nồi canh, cực chuẩn chỉ. Chính hãng, hai sim ngon lành và máy còn len keng xà beng như máy mới. Giảm sâu với mức giá 3.800.000 cho các bạn nhé. Cam kết là nguyên zin, chuẩn chính hãng của Oppo, dùng hai sim ngon lành. Và tiếp theo nữa đây là Samsung Galaxy A73 màu xám đen, cực chất, phiên bản chính hãng, màn hình to 6.7 inch, cực chất, cực ngon, ok, chuẩn chỉ, và giá bán của nó là 6.400.000 ngày hôm nay. 6.400.000 là mức giá giảm rồi, vì đây là con hàng quá ngon, quá bá đạo luôn, bởi vì nó là hàng tồn kho thanh lý nên rất mới. A73 chính hãng, camera đẹp, pin trâu, cấu hình khỏe, máy chất, ngon lành, chuẩn chỉ, ok, hai sim và giá bán là 6.400.000, cực rẻ các bạn nhé. Tiếp theo thì có một con quá rẻ, con này quá rẻ, đó là A21s, RAM 3, bộ nhớ 32, pin trâu 5000, cực chất, màn hình to 6.53 inch, ngon lành, cành đào, vân tay, vân chân, đầy đủ 4 camera, chính hãng của Samsung và giá bán cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 2.100.000, giá thanh lý cho các bạn nhé. Rồi, ok, như vậy mình đã xả lỗ và bán cho các bạn rất là nhiều những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng rồi. Các bạn theo dõi, nếu ưng ý cái sản phẩm nào liên hệ đến hotline của mình ở đây để đặt cọc chốt đơn. Lưu ý là mình không chụp ảnh qua Zalo nữa nha, nên các bạn thông cảm, đăng ký kênh, theo dõi video clip, nhấn like, chia sẻ và để lại bình luận. Thấy ưng ý cái nào rồi thì hãy liên hệ đến để đặt cọc chốt đơn. Và các bạn cũng có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mình có một shop duy nhất ở đó. Và khi bán ra cho các bạn, mình đều gửi kèm giấy bảo hành và có địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai. Các bạn nào muốn gửi máy về bán và đổi trác nâng cấp lên đời thì có thể gửi về Tân Phú, Đồng Nai. Mình nhận thu mua lại tất cả sản phẩm mình đã bán ra để tạo điều kiện cho bạn đổi, nâng cấp, bù tiền lên sản phẩm mới cao cấp hơn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.